Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới, và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bản tin của chúng tôi ngày hôm nay là những thông tin về thời tiết. Dự báo cho biết, tại trạm Hồi Xuân, nhiệt độ đo được lúc 16 giờ ngày hôm nay là 43,8 độ và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ. Đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay. Thông tin trên được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết vào chiều nay. Trước đó, nhiệt độ tại trạm khí tượng Hương Khê, Hà Tĩnh là 43,4 độ, giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng mạnh nhất của tháng 5 năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh này, trong hôm nay vùng thấp nóng phía Tây sẽ bị suy yếu đi. Vì thế, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần chi tiết từng vùng trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, khu vực đồng bằng từ 34 đến 36 độ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Hà Nội ngày nắng nóng, từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 34 đến 36 độ. Chuyên gia về biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai cho biết, ngày mai một đợt không khí lạnh tràn về Việt Nam nên khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nền nhiệt giảm đột ngột, giảm xuống chỉ còn 22 độ C vào ban đêm. Chênh lệch nhiệt độ trong khoảng thời gian khá ngắn khiến cơ thể không kịp thích nghi, người già và trẻ nhỏ dễ ốm. Do nền nhiệt đang cao mà có không khí lạnh về nên cơ thể có mưa rào, mưa đá trong ngày mai ở các khu vực trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết trên, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, quý vị cần hết sức chú ý. Thưa quý vị, như phần đầu của chương trình thì tin mới hôm nay đã chuyển tới quý vị thông tin là từ đêm nay thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển mưa dông và chấm dứt đợt nắng nóng đầu mùa. Vậy thì đợt mưa này thì có lớn hay không và sẽ diễn biến như thế nào? Chúng ta cùng chờ đợi những thông tin phân tích từ biên tập viên của chúng tôi. Thưa quý vị, trong đợt mưa này thì theo những cái dự báo mới nhất của chúng tôi cho thấy là cũng sẽ có những điểm mưa to và mưa thì sẽ bắt đầu từ đêm nay và duy trì cho đến hết ngày mai. Ở trên bản đồ, trường mưa xuất hiện cả những vùng màu xanh lá cây và vùng này thể hiện là sẽ có mưa to với lượng mưa là trên 60mm trong vòng 24 giờ. Mưa xuống thì giúp làm mát bầu không khí. Thế nhưng mưa sau một ngày nắng nóng rất là dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là dông, lốc và sét đánh.
Thời gian dông sét mạnh nhất đó là đêm nay khi mà mới bắt đầu mưa, trong đó thì sét đánh là hiện tượng có tính sát thương rất cao. Ngay cả khi chúng ta ở trong nhà rồi cũng chưa chắc là chúng ta đã an toàn một cách tuyệt đối. Thế nên là trong tối và đêm nay trước khi đi ngủ thì quý vị nên đóng kín các cửa sổ lại và chúng ta cũng nên rút những cái phích cắm điện không cần thiết. Dự báo là ngày mai nền nhiệt của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh cả chục độ so với ngày hôm nay. Ngoại trừ Điện Biên Phủ có mức nhiệt độ là 31 độ, còn lại thì hầu hết các tỉnh thành khác sẽ có nhiệt độ dưới 29 độ và trời sẽ mát mẻ, trời chuyển mát. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ sáng cho đến trưa mai trời sẽ nắng. Khu vực Nam Bộ vẫn sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Sang chiều mai thì cả hai khu vực này sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa và cảnh báo sẽ có những điểm mưa trên 50mm. Trong cơn dông cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển sang những thông tin dự báo cho các thành phố trong 2 ngày đầu tuần. Thành phố Hồ Chí Minh cả hai ngày tới đều mưa dông về chiều, từ sáng đến trưa trời nắng. Riêng ngày mai thì nắng nóng với mức nhiệt độ là 35 độ. Thành phố Đà Nẵng ngày mai trời nắng ráo, nhiệt độ 32 độ. Sang ngày thứ ba thì trời nắng vào ban ngày, về chiều tối có mưa rào. Thủ đô Hà Nội sang ngày thứ hai và thứ ba trời mát mẻ, 27 đến 28 độ. Quý vị lưu ý là ngày mai sẽ có mưa dông bất chợt. Công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 gần Biển Đông. Ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin về áp thấp nhiệt đới đầu tiên gần Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang. Công điện nêu, theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới, từ vị tuyến 9 đến 12 độ Vĩ Bắc. Phía đông kinh tuyến 116,5, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Được biết, áp thấp nhiệt đới này được hình thành từ vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines. Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển phía đông đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông. Có thể đây sẽ là áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2023. Sau khi vào Biển Đông, dự báo vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 5, áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên khu phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ có rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai, khu vực chịu ảnh hưởng, cấp 3, phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.